bị hà mới được. Chị ơi, chị đâu đây? Ủa chị ơi, qua đây để hỏi ông nè. Ơi, dạo đây sao tôi không thấy là ôi phá kè nó có an bình bất động rồi đúng không? Đúng rồi, sao hôm nay tôi không thấy nó qua nữa vậy? Tôi đang cố gắng tìm kiếm tất cả thông tin cho mạng xã hội mà không thấy tụi nó làm gì hết. Có vẻ như tụi nó đang an bình bất động rồi đó. Cả tháng trời nay rồi, tụi nó đi đâu biết đâu mất tiêu hết luôn. Hay là tụi nó đang tính một cái kế hoạch gì đó mới? Không thể nào đâu, tụi nó không thể nào biết được. Chắc chắn điều đó 100% luôn á. Trừ khi nào có người nào đó phản ở bên đây đâu mày nói cho tụi nó biết thôi. Làng sinh tố của mình làm gì có ai phản được, đúng không? Đúng rồi đó, sao mà có vụ đó được. Ê anh nha, vậy bây giờ mình tính cách gì bây giờ? Nếu mà nó không có động thái gì hết thì mình tự chủ động luôn. Được rồi. Được á, cái kiểu này em thích nè. Giùm mi, chúng ta đi kiếm người thôi. Phải sự cớ ở đây coi tình hình như thế nào đi. Thôi ở nhà coi tình hình, coi lướt thử coi bọn nó có lên gì không. Đi thôi Jimmy ơi, tụi anh đi kiếm vài đứa xong quay lại đây liền. Đi thôi. Đây rồi, tụi nó đi rồi Jimmy ơi, nhanh lên. Ôi trời ơi, mày nhóc. Ê, hôm nay anh có đây. Quýnh đây. Qua đây. Ê, mày rảnh lắm hả, quýnh gì? Bây giờ nghe nè, mọi người có thấy là dạo này cái tụi pha kè nó không có nói năng gì với lại tụi mình không? Đúng rồi. Từ cái đợt đó em ấy bọn nó mất tiêu luôn ta. Đấy, từ sau cái đợt kia là tụi nó im ru, tụi nó mất tiêu đâu biến mất khỏi thị trường luôn á mấy bạn ơi. Nên là ngày hôm nay, như lần trước anh đã nói, tụi nó đang cần viện trợ đúng không? Nên là anh cần một đứa Xuân Phong đi đóng giả là bịa tình nghi để chúng ta đào bới thông tin về đây. Dạ mẹ cơm anh dạ cơm hả? Dạ. Nhùng dữ vậy mày, mày anh lớn luôn á. Mày lớn nhất trong đám mà mày nhùng quá. Tính nhà anh lớn nhất luôn á. Thổ á, tại vì cái mặt của bọn em cũ quá rồi. Nó dễ nghi lắm, mình phải kiếm mấy người mới á. Dễ nghĩ gì? Quan trọng là nó cần kiếm đồ anh đi à, em. Ê, bây giờ còn Rio với lại sức bờ ngáo nè. Em đi siêu thị, còn mình mày thôi, mày không thể từ chối được con trai à. Trời ơi, cái gì mà mấy ông này trốn tránh giúp chị em dữ vậy trời, cứ để lại mình em vậy. Thì chỉ có mình em là hợp lý thôi đúng không Như Mây? Chứ còn ai nữa đâu, còn ai trong khoai đất này nữa. Nên là đi theo tao mày, nhanh lên. Sao mà fan siêu cân nó có thông tin gì không em? Em nhớ không tìm thấy thông tin nhớ đó nè em. Chán trời, tụi này định làm gì an binh bất động mất tiêu đâu luôn á. Alo Rio, ủa anh ở đây gì vậy? Anh kêu Rio ngày hôm nay á, đó chính là giúp anh trong cái công việc gọi là đối phó với tụi nó. Tụi nó đang cần một người kiểu như gọi là gọi là tiếp viện. Tại đây mình cần người tuồn thông tin về thôi mà. Đúng rồi, anh chỉ là gián điệp thôi mà. Rio, bây giờ em phải kiểu như là em sẽ cầm giáp, cầm vũ khí đồ để đi qua bên đó. Và cái gì vậy? Ai đó đỡ mụ coi. Đỡ mụ đó kìa, trời ơi, gì mà nhèo dữ vậy? Đồ, nhìn ngầu đó, nhìn ngầu đó. Ok. Bây giờ không biết cách nào để liên lạc được đây fan siêu cứng à. Để em suy nghĩ coi. Mình quay clip mình đăng lên trên mạng là tụi nó sẽ liên hệ lại với tụi mình nè. Nhưng mà như vậy thì tụi nó dễ nghi lắm. Chờ không lẽ ngồi đợi nó qua anh? Không biết luôn, cứ đợi nó ra ngoài. Tới mùa luôn quá. Em làm lỡ đợi nó chắc đỡ xung rụng hay gì chờ. Khó thiệt chứ mấy bạn ơi. Khó thế nhờ. Tụi mình làm tụi thỏ thêm một lần nữa đi nha. Tụi mình ba gai lên kiếm chuyện với tụi nó, cho tụi nó lỗ thông tin ra một cái là tụi mình ấy đi ô qua viện trợ liền. Có cách rồi, cách của bà chúng ta sẽ đóng lại tiếp tục với lại tụi thỏ tiếp. Để chúng ta kỳ này làm một cái vấn đề rất là quan trọng, đó chính là khiêu khích khiến cho nó phải cần viện trợ của chúng ta. Đúng rồi, anh khiêu khích cho nó cây lên anh ơi. Được rồi, xe về giùm mày, đi kiếm tụi nó. Mặc đồ thỏ đi, Rio chuẩn bị mặc đồ thỏ luôn. Khoảng chừng cứ okay, chuẩn bị máy quay chúng ta đưa băng đạn thỏ trở lại. Rồi, anh em vô vị trí máy quay đồ đầy đủ hết chưa? Rồi, vô vị trí hết rồi anh ơi. Camera xong hết cho anh ơi, đợi anh sẵn sàng là em quay đó. Chào mừng nhau. Hello.
Ôi mày nghe nói là trốn chui trốn nhủi suốt mấy ngày qua đúng không? Tụi tao cũng vậy. Tụi tao mất tích trên mạng xã hội. Nhưng mà làm như thế không phải là tụi tao trốn như tụi bay, mà là tụi tao đã tìm được tung tích của tụi mày. Mày hãy chờ đó, cái tụi xin tố ra mấy con gà. Hãy chờ đó. Ok rồi, phải chú cứng cá đi, cá đi, cá đi. Ok anh em ơi, ok anh em ơi. Đúng rồi, bây giờ tạm thời tụi nó im quá, nên là mình phải chủ động khiêu khích nó, để cho nó gọi là dựng đứng lên, để nó đi kiếm tụi mình, hiểu không? Đúng rồi, cho tụi nó đây nè, cho tụi mình kiếm tụi mình ra đây. Được rồi, dẹp bản đây anh em, dẹp bản ra đây. Dẹp lên, đập đây, dọn dẹp hiên chơi. Rồi, giờ thì giải tán về nhà anh em ơi. Bây giờ chỉ cần về nhà chờ tin tốt thôi mấy bạn à. Tụi nó mà cắn câu của mình là chắc chắn tụi nó dính bẫy. Đâu để nghe thử coi. Ê cái này nghe vẫn còn hơi ra giọng của tụi mình á. Không được đâu, chỉnh gì xíu đi. Đây để em chỉnh xuống xíu nữa nè. Đại nói được chứ. Cầm hơn á, đúng rồi. Nghe hết ra tụi mình rồi đó. Đó xuất đây, xuất video đây. Rồi xuất video nè. Thì này, đợi tụi nó dính bẫy một phát thôi, cá này sẽ là con cá mập đó. Trời ơi, cái gì màu màu vậy? Cái gì vậy em ơi? Cái gì vậy? Đang ngủ chưa mà ồn ào vậy? Thủy Hà tụi pha ke nó qua đây nó kiếm anh kìa. Thủy Hà pha ke qua hả? Đúng rồi, nó đang... Vậy là kế hoạch của anh đúng rồi đó. Vậy là kế hoạch anh đúng rồi. Nó cắn câu rồi, con cá mập đến rồi. Đi thôi em ơi. Đâu vậy? Đừng có bố láo nha. Trời ơi, nghe cái gì ồn ào từ xa luôn hả bạn ơi? Mày mày là sao? Quê chuyện sao? Dạ. Bộ này ra con chơi bây giờ. Đừng có quýnh lộn coi cái gì vậy? Tao quýnh tụi em trước anh. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Qua đây quýnh em à. Vậy là mấy thằng này mày đứng cản đường tao gặp mày à. Ê trời ơi, thì mày mà chứ phải ai đâu, như người ta là nó cho vô rồi. Đúng rồi, như vậy sao hả? Ý mày ý tao là tụi nó coi mày là pha ke đó. Đúng rồi, là pha ke tụi mày luôn. Mày cầm đồ của tụi tao xong mày sủi đâu mất tiêu luôn đúng không anh em? Không hay đánh nhau hay gì hết. Ơ mày lừa đảo hả mày? Mày sẽ cao đó mày. Tụi tao có một cái kế hoạch vĩ đại sắp được thực thi đó. Kế hoạch vĩ đại vậy? Kế hoạch định lấy đồ tụi tao xong rồi chuồn đúng không? Ngày mà tụi tao phục thù đánh anh Tiêu mà ra. Nhưng mà tụi tao cần mày giúp trong cái kế hoạch này một bước nữa. Giúp hoài vậy ba? Bữa mới đưa ba. Giúp hoài mày. Đưa một đống đồ. Mày kêu cho mày thời gian để mày chuẩn bị người. Bây giờ mày nói vậy là sao hả? Ai biết đâu, tưởng tụi mày mất tiêu, tụi mày biến mất hết mọi thứ rồi. Tao tưởng tụi mày thời gian á. Tụi tao cứ đi kiếm tụi mày tàn là cứ cho thêm thời gian, cho thêm thời gian. Bây giờ cho một đống thời gian á, giờ sao? Bây giờ tụi tao chuẩn bị xong thì xong đời nào rồi. Mà có thấy mày có qua gặp tụi tao đâu. Mà tự nhiên bây giờ mày qua gặp vậy? Anh giấu vậy tụi bay. Nó vừa lên clip kìa. Mày nói chưa? Nó lên từ clip là ai lên? Kiểu anti mấy cái con thỏ đục đầu đục cổ đó đó. Anh
Ti à, chỉ có mày coi chứ ai coi mày ơi. Mấy anh Ti mà rảnh quá mày đi coi. Nó đụng đến cái lòng tự trọng của tụi tao không thể bỏ qua được. Trời ơi, cái tôi cao, cái tôi cao. Đúng rồi, tụi tao thấy bình thường, tụi tao không rảnh đâu đi đôi co cái chuyện đó. Một là tụi tao sống, hai là tụi nó chết. Nhưng mà bây giờ nè, tụi tao á chuẩn bị xong rồi, bữa giờ rồi, nhưng mà tao không thấy mày qua hỏi thăm gì hết, nên là tụi tao đâu có biết đường nào liên hệ đâu. Rồi giờ tao qua tao lấy người nè. Qua mượn người nó đàng hoàng, nhưng mà nếu mà tụi tao đàng hoàng như mày. Nó đàng hoàng nó lại coi. Tao nữa cậu. Cậu tới tôi ông. Ủa. Thấy không? Anh em tao tụ họp đầy đủ rồi đó. Nói năng rồi đàng hoàng. Không ai đi xin mà bố lái mày á. Mượn hay mượn người ở lại xin tốn. Nói vậy, nói vậy, nói vậy. Ai mày nói một lần nữa, mày có tin kiếm vô họng vô mồm mày không? Nó đàng hoàng. Mày làm mình bận quá không có người. Thôi giải tán anh em ơi. Khoan, mấy cậu cho mình mượn vài người được không mày? Bữa mày nói có người giờ mày la vài người làm sao mày? Thì mày có mấy người tao lấy bấy nhiêu. Giờ tao chỉ có một người thôi. Cũng được. Vậy thì ta cử cho mày người gọi là BBB giỏi nhất làng tao luôn. Đúng rồi, chùm luôn. Đúng. Tao mày. Được không? Mày á, nhìn nó ba trận ba chào được, nó trở lên đỡ đạn được. Được. Mày đừng đùa nha, một mình nó có thể chém luôn cả làng mày luôn đó. Nói chuyện đàng hoàng đi. Đâu có cái gì đâu. Tiến mã. Nghe sợ cho Rio. Làm gì mấy cái chuyện mới này. Rio là con dẹt đúng không? Mày là con dẹt mày ở Brazil đúng không? Ai tao giết mày luôn á. Ăn nói cho đàng hoàng nha. Thôi mày nói gì thôi. Rio có muốn qua giúp tụi nó không? Rio lúc đầu thì em muốn qua giúp mà nghe nó nói vậy thôi. Vậy thôi, giải tán đi em ơi. Dễ thương cô ta. Nhưng mà mày mượn trong bao lâu mày? Tao mượn chắc tầm 7 ngày thôi. Mượn lâu vậy? Mày phải trả lương cho mày. Đâu ghê đâu. Đồ thấy đồ. Nghe đó cũng lọt ta. Nhưng mà tao cần gì nè, tụi mày phải đảm bảo cho những thằng em của tao, hiểu không? Nó giúp mày nên là phải đảm bảo cho nó tính mạng. Được, yên tâm. Còn không mà nó giận bỏ về, nó mà giận bỏ về thì đừng hỏi tại sao không có người giúp đỡ đâu nha. Mày giận bỏ giận chặt cho mình. Cái gì? Nó nói gì vậy? Giận bỏ về cho ít tiền tiêu đó. Được rồi. Vậy thì Rio qua bên nó giúp đỡ nó mà làm gì không được bỏ về luôn gặp anh, ok? Ok anh ơi. Đi rồi. Lẹ đi, nó nhiều quá. Rồi bảo toàn tính mạng ra đi ơi. Có gì bỏ chạy okay, trước không được. Yên tâm đi anh em. Nói gì vậy? Tạm biệt, tạm biệt. Goodbye. Rồi. Rút quần. Cái này nó vã lắm rồi. Xe gì. Hôm trước anh nhờ em đưa cái bộ đàm cho thằng Rio để có gì qua bển liên lạc có gì đưa chưa? Đương nhiên là rồi anh. Ok. Kế hoạch của chúng ta chuẩn bị bắt đầu đó mọi người. Xe gì? Em có làm theo chị nói không? Là gắn cái camera mini vô trên cái áo giáp của thằng Rio. Làm gì vậy? Có. Gắn camera luôn á. Dễ cho Rio một cái giáp mà nó có cái camera nhỏ nhỏ ở giữa đó để mình có thể camera vô kính nè. Camera vô kính luôn để tụi mình có thể coi được lão Rio mà gặp nguy hiểm. Thôi bây giờ coi được không? Bây giờ coi được không? Được. Ở trong máy tính của em á. Đi lên. Rồi căn cứ mày làm hướng nào vậy? Từ cứ đi là sẽ tới. Quay, nó đang chở thằng Rio trên thuyền kìa tụi bay ơi. Quay, như camera hành trình luôn. Ngon, coi cũng được á chứ. Theo tôi theo định để về căn cứ đó luôn. Trời ơi, cái gì mà căn cứ mày xa dữ vậy? Trời ơi, đi cái nửa ngày trời rồi. Đi có xíu là hang rồi. Mày đê gì? Quay, căn cứ của nó kìa anh em. Ôi mày, tiện vậy. Ủa, tụi này trốn ở một khu tuyết luôn mà. Mày nghĩ được tao hả? Cái này là chỗ nào vậy? Nó chạy ra gì vô ôm có chịu. Nè nhìn kìa đó, nói chuyện láo gì chứ. Thế nào biết ngay tụi này cũng ăn hiếp người bên làng mình mà. À mấy cái đồ này là toàn là đồ của làng tao viện trợ không đó mày. Mày có tin là tao bỏ về tao kêu anh Nha cắt viện trợ mày luôn không mày? À bớt nó nhiều bớt linh tinh lại. Cái thằng gì mà láo gì vậy mày? Bây giờ còn có thằng đó lấy tạm với hết người rồi. Bây giờ tụi bay muốn làm sao? Tao bỏ tao đi về đâu bây giờ nè. Đồ trồng lúa đồ ghê ta. Không sao, nó cũng sợ tụi mình kiểu như gọi là cắt viện trợ thôi. Được, tụi này
lần sau mình sẽ tìm cách để xử nó các bạn à. Còn video ngày hôm nay đến đây thôi, nếu các bạn muốn mình làm tiếp tập tiếp theo thì comment bên nhớ nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye 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 bye.